Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Cha thất sủng nhưng vì sao Phạm Bình Minh lại thăng tiến. Phạm Bình Minh sang nhiệm kỳ thứ hai là Ủy viên Bộ Chính trị, đã nắm chức Phó Thủ tướng thường trực. Trong các Phó Thủ tướng, nếu không có gì đột biến thì chiếc ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ là của ông Phạm Bình Minh, rất thuận lợi. Cho tới nay, Phạm Bình Minh là thái tử đảng, có lý lịch minh bạch và tiến thân cao nhất trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến con ông Lê Duẩn, con ông Lê Đức Anh còn chưa tiến thân cao đến như thế. Từ xưa đến nay, để tiến thân cao, hầu hết là những thái tử đảng có lý lịch mơ hồ như ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tân Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, và mới đây là ông Võ Văn Thưởng cũng đầy bí ẩn. Trước ông Phạm Bình Minh thì thái tử đảng có lý lịch minh bạch thường tiến thân không cao, ví dụ như Nguyễn Chí Vịnh, Lê Mạnh Hà, Nguyễn Xuân Anh, v.v. Và vì sao có những trường hợp trớ trêu đến như vậy? Bởi đơn giản, lý lịch ngầm thường là được cha mẹ gửi gắm cho một ai đó và chỉ người đó mới biết và nâng đỡ. Lý lịch ngầm của những thái tử đảng không được ghi ra giấy trắng mực đen nên không bị soi xét kỹ. Ví dụ như sự tiến thân của ông Nguyễn Tân Dũng là do bàn tay được cho rằng của ông Võ Văn Kiệt và ông Lê Đức Anh. Trong lý lịch công khai, người ta ghi cha của Nguyễn Tân Dũng là người tên Nguyễn Tấn Thủ nào đó, một nhân vật khá vô danh. Tuy nhiên, nhân vật vô danh đó lại gửi gắm tương lai con mình cho cả ông Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh chăm sóc. Thật vô lý và khó tưởng tượng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị, điểm nào cũng hơn cha nhưng đường quan lộ thì không hành thông bằng cha của ông. Khi có một lý lịch ngầm như vậy thì Nguyễn Tân Dũng sẽ né được bàn tay đối thủ của cha mình. Trong khi đó, những nhân vật mà nhận lời gửi gắm cứ nâng đỡ và Nguyễn Tân Dũng đã tiến thân không ai cản nổi. Nguyễn Tân Dũng có lý lịch mơ hồ nhưng ông ta lại tiến thân còn nhanh hơn cả con trai ông ta sau này. Nguyễn Thành Nghị có lý lịch công khai nhưng khổ nỗi ông Nguyễn Tân Dũng đã bị ông Nguyễn Phú Trọng xem là chiếc gai nên ông Trọng đã đổ hết những sự bực tức đó lên đầu cậu con trai. Thế là Nguyễn Thành Nghị tiến thân cứ chảy chặt, đến giờ vẫn chưa vào được Bộ Chính trị. Nguyễn Thành Nghị thì có bằng tiến sĩ tại Hoa Kỳ, còn Nguyễn Tân Dũng chỉ là y tá thời chiến. Nguyễn Thành Nghị có cha làm thủ tướng, nhưng Nguyễn Tân Dũng có cha là một người vô danh. Đấy, yếu tố nào Nguyễn Thành Nghị cũng hơn, nhưng ông Nghị tiến thân rất khó khăn và chảy chặt hơn ông Nguyễn Tân Dũng rất nhiều lần. Còn cha của ông Phạm Bình Minh là ai là một câu hỏi cũng được đặt ra. Cha của ông Phạm Bình Minh là Nguyễn Cơ Thạch. Cha họ Nguyễn nhưng con lại họ Phạm là sao? Đây cũng là một câu hỏi vẫn có nhiều ý kiến. Có ý kiến thì cho rằng ông với tên là Nguyễn Cơ Thạch chỉ là bí danh hoạt động cách mạng. Ông ta lấy tên như vậy để tránh mật thám theo dõi và điều tra. Nghe có vẻ đúng, nhưng có một điều phi lý là khi đã hòa bình, không còn sự đe dọa của kẻ thù, ông Nguyễn Cơ Thạch đã làm đến chức bộ trưởng. Vậy mà sao ông vẫn không lấy tên gốc của mình là Phạm Văn Cường? Đây là dấu hỏi rất lớn. Có ý kiến cho rằng các lãnh đạo Cộng sản họ thường noi gương ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh vốn là họ Nguyễn, sau rất nhiều lần dùng bí danh thì khi ông lên đỉnh cao quyền lực, lúc mà hết hoạt động cách mạng, ông ấy lại lấy họ Hồ và không dùng đến họ Nguyễn của mình nữa. Đặc điểm này đã làm nhiều nhà nghiên cứu và cả nhiều người dân muốn tìm hiểu nguyên nhân vẫn không sao lý giải cho được. Đó là chuyện của ông Hồ Chí Minh. Còn chuyện đổi họ của ông Nguyễn Cơ Thạch là do ông học theo Hồ Chí Minh là lý do thuyết phục hơn hết. Tuy nhiên, khi sinh con, ông Nguyễn Cơ Thạch vẫn lấy họ gốc cho con trai là Phạm Bình Minh. Ông Nguyễn Cơ Thạch tên thật là Phạm Văn Cương, sinh năm 1921. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là tương đương với Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, tức là chức vụ mà ông Phạm Bình Minh nắm nhiệm kỳ 2016-2021 là ngang bằng với chức vụ mà cha ông đã từng nắm. Đây là hình ảnh ông cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, khuôn mặt rất giống với ông Phạm Bình Minh. Ngành ngoại giao là một ngành đòi hỏi phải có trình độ thực sự. Ông Nguyễn Cơ Thạch đã dẫn dắt con trai của ông theo đúng ngành mà ông là sở trường. Vì vậy, không thể có chuyện để Phạm Bình Minh học qua quýt rồi nối nghiệp cha là không thể, và phải có học thì mới theo ngành này được.
Và nếu theo được ngành này thì ít bị cạnh tranh, vì hạt giống đỏ càng về sau càng trở nên đông đúc. Vậy nên, tuy ông Phạm Bình Minh là thế hệ 6X, nhưng ông đã được ông Nguyễn Cơ Thạch cho học hành khá bài bản. Và hiện nay, ông Phạm Bình Minh đã leo lên bằng với những gì ông Nguyễn Cơ Thạch trước kia đã từng làm. Và điều ông Nguyễn Cơ Thạch và điểm sáng là gì? Ông Nguyễn Cơ Thạch nắm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1980 cho đến năm 1991, trong lúc đất nước có nhiều biến động. Vào năm 1990, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư, ông Đỗ Mười khi đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng, thì hai ông này đã đưa đất nước trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc bằng Hội nghị Thành Đô vào năm 1990. Phụ thuộc Trung Quốc đó là thực tế lịch sử ghi nhận từ năm 1990 đến nay, chứ nội dung của Hiệp định ước Thành Đô đến nay vẫn là một điều bí mật với dân chúng. Từ hàng ngàn năm nay, người dân Việt Nam không muốn đất nước phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là ưu điểm của người dân Việt. Người dân Việt Nam không ngại xương máu hy sinh để đuổi quân Trung Quốc về nước vào năm 1979. Và điều cần thiết là sau năm 1979, nhân dân Việt Nam cần Việt Nam độc lập với Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam và Trung Quốc cùng chung ý thức hệ cộng sản, nhưng Việt Nam không được rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc. Ấy vậy, vào năm 1990, ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười và ông Phạm Văn Đồng đã sang Thành Đô, Trung Quốc, ký hiệp ước bí mật giữa hai đảng. Và cho đến nay, Việt Nam đã ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn chính trị. Ba con người đã ký hiệp định đó là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng sẽ được lịch sử phán xét mãi mãi về sau bởi những hành động của họ mờ ám trước hàng triệu người dân Việt Nam. Tuy những lãnh đạo thời đó làm mất lòng dân về vấn đề quan hệ với Trung Quốc, nhưng ông Nguyễn Cơ Thạch lại có được điểm sáng đáng ghi nhận. Đó là ông không ủng hộ việc ký kết Hiệp ước Thành Đô. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Cơ Thạch và đại sứ William tại Hà Nội vào năm 1989. Theo cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh, thì việc ông Nguyễn Cơ Thạch mất ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là do áp lực của Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô năm 1990. Điều kiện để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Được biết, lúc đó, ông Nguyễn Cơ Thạch với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã phản đối một số nội dung về thỏa thuận Thành Đô năm 1990 mà ông cho là nhân nhượng Trung Quốc trong vấn đề Campuchia. Tuy nhiên, sau một cuộc dàn xếp khôn khéo vào ngày 29 tháng 9 năm 1990, 3 tuần sau Hội nghị Thành Đô, chính Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng là gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ James Baker tại New York, bắt đầu việc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Sau khi thôi chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông tiếp tục tham gia nghiên cứu tổng kết công tác ngoại giao, nghiên cứu kinh tế thế giới và chiến lược đối ngoại. Tháng 10 năm 1991 cho đến năm 1998. Và có câu cha làm thầy, con bán sách. Sắp tới, ông Phạm Bình Minh sẽ nắm chức Phó Thủ tướng Thường trực, vị trí cao hơn cha ông đã từng làm một bậc. Như vậy là Phạm Bình Minh là hạt giống đỏ đầu tiên vượt mặt cha mình trên con đường quan lộ. Tuy nhiên, con đường đi lên của Phạm Bình Minh đã để lại tiếng không tốt trong lòng người dân. Nghĩa là đối với dân thì ông Phạm Bình Minh đã thua cha ông rất xa. Ông Nguyễn Cơ Thạch là người can đảm. Ông dám làm trái ý Bắc Kinh và can đảm đi ngược lại ý muốn của cấp trên. Đó là Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười. Điểm này là điểm mà người ta cho rằng ông Nguyễn Cơ Thạch đã bị thất sủng và ông phải mất chức vì lý do như vậy. Trong bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thời đó, có thể nói ông Nguyễn Cơ Thạch là điểm sáng. Còn ông Phạm Bình Minh thì từ khi làm bộ trưởng đến nay, ông không có chính kiến gì rõ ràng. Tất cả những lần lấn tới của phía Trung Quốc thì ông hoặc là im tiếng, hoặc là cho bà Lê Thị Thu Hằng lên truyền thông phát biểu một cách chiếu lệ để đối phó với dư luận trong nước mà thôi. Được biết, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng thì vẫn nhường nhịn Trung Quốc, chính là điều mà người dân rất khó chịu. Dù là Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để kiện ra toàn quốc tế, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không làm để mua lấy tình hữu nghị. Đấy là điều đáng buồn cho đất nước. Vào năm 2009, sau nhiều tháng Trung Quốc
cho gây hấn ở các giàn khoan ngoài biển nằm trong thềm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cả xã hội bức xúc thì ngày 28 tháng 9 năm 2019, nhân dịp được phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74, ông Phạm Bình Minh với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện cho nhà nước Việt Nam, ông không hề dám nhắc đến tên Trung Quốc. Thậm chí sự gây hấn đe dọa đến chủ quyền quốc gia mà ông chỉ dùng từ sự cố để nói lên hành động đó là sự cố, là những gì thuộc về, những gì đã xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Ở đây Trung Quốc có chủ ý muốn lấn chiếm chủ quyền của đất nước thì đấy không phải là sự cố nữa mà là sự đe dọa. Đấy là một sự thật và sự thất vọng đối với người dân trong cả nước và là vết nhơ ngoại giao của ông Phạm Bình Minh đã để lại. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh có chức cao hơn cha của ông trước đây, nhưng uy tín trước người dân thì thấp hơn cha rất nhiều. Hành động đó làm mất lòng người dân trong cả nước, nhưng lại được lòng đảng, đặc biệt là được lòng ông Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, ông Phạm Bình Minh đã được cất nhắc tiến xa hơn trên con đường quan lộ. Đó là lý do dù cha của ông mất lòng đảng, mất lòng Bắc Kinh, nhưng ông vẫn tiến xa hơn người cha của mình. Bởi vì ông đã thức thời, không vì chủ quyền mà vì địa vị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021 với bản tin Cha thất sủng nhưng vì sao Phạm Bình Minh lại thăng tiến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d